xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trưa ngày 9 tháng 1, ông Phan Minh Dũng, bí thư thị ủy điện bàn tỉnh Quảng Nam xác nhận một chiếc máy bay quân sự vừa rơi tại địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, người dân địa phương bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Sau đó, họ phát hiện một chiếc máy bay quân sự bị rơi và gãy làm đôi. Một phi công trên máy bay đã nhảy dù trước khi máy bay rơi nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tại hiện trường, một số nhà dân bị ảnh hưởng hư hỏng phần mái. Rất may, thời điểm chiếc máy bay rơi không có người ở nhà nên không ai bị thương. Chiếc máy bay rơi cũng khiến một số hoa màu của người dân bị hư hại. Sóng xung kích của vụ nổ khiến nhà cửa rung lắc, nhiều đoạn tường bị nứt toác, cây cối bị xé toạc, thậm chí có căn nhà cấp 4 bị tốc mái. Sau hơn một giờ xảy ra vụ rơi máy bay, tại hiện trường, mùi xăng dầu nghi là nhiên liệu của máy bay còn bốc lên nồng nặc. Anh Lực, thôn Ninh Bình, xã Điện Thắng Bắc cho biết, khoảng 11 giờ 15 phút, anh đang nằm trong nhà thì nghe một tiếng nổ lớn, khiến mặt đất rung chuyển. Anh chạy ra thì thấy phần đầu máy bay bị cháy, cột khói bốc cao hàng chục mét. Anh Trần đạt cho biết, lúc đó anh đang ở nhà thì nghe tiếng rít rất lớn, rồi một tiếng nổ cực lớn vang lên, ngọn lửa bao trùm cả khu vực. Thời điểm máy bay rơi, mẹ anh nằm phía sau nhà sát bờ tường, lực nổ máy bay ép tống làm vỡ bức tường, khiến mẹ anh văng ra xa rất may không bị thương. Theo nhân chứng Nguyễn Thành Cấp tại hiện trường, máy bay rơi thành hai phần, phần đầu cách phần đuôi máy bay khoảng 100m, phần đầu nằm ở khu vực ruộng lúa sau nhà dân, cánh cũng rơi ở ruộng. Cánh mảnh vỡ khác rơi ở nhiều nơi. Theo ông Cấp, khi tiếp cận phần đuôi máy bay thì thấy khói đen ngòm và nghi ngút. Ông Cấp cho biết một phần máy bay rơi trúng nhà ông Nguyễn Thanh Chính ở tổ 8 khối phố Bình Ninh phần nhà dưới của ông chính bị sụp một nửa bên trái, mái ngói bị văng ra ngoài. Lúc này trong nhà có người nhưng may mắn không bị thương. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan quân sự, công an thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo báo cáo nhanh từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, chiếc máy bay bị rơi là Su-22 số hiệu 5880. Chiếc máy bay gặp sự cố và rơi trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện. Máy bay vừa rơi thuộc biên chế sư đoàn không quân 372 đóng tại Đà Nẵng, máy bay Su-22 đang được sư đoàn không quân 372 sử dụng là tên xuất khẩu của dòng máy bay Sukhoi Su-17 phát triển từ thời Liên Xô, loại máy bay này được sản xuất vào cuối thập niên 1980 đến 1990.